gì nữa? Mẹ cắt móng tay thì mẹ phải chải cái ghế dưới rồi mẹ đặt móng tay ở trên đó chứ. Nè, chị thấy một cục bụi bự cho bé đây nè. Mọi người, Linh nói mọi người phải nghe lời, không được cãi lời của Linh nha. Trời đất ơi, bình thường là em ăn ở sạch sẽ gọn gàng lắm, sao hôm nay em bừa dữ vậy?